đang đại diện cho mấy học sinh các lớp mình lên ghế cho đang ngồi với em ạ. Mới đầu đến trường, các em còn bỡ
Mở đầu chương trình tổng kết hôm nay là những tiết mục văn nghệ sẽ học giọng sôi nổi của các cô và các cháu trường mầm non Bán Ngoan Một. Đầu tiên sẽ là tiết mục nhịp điệu của các bạn Khói Lá, tiết mục nhịp điệu giữ ngôi sao xa xôi. Yeah.
Thank you.
Thank you.
ơn các bạn có rồi. Cái thời chương trình sẽ là cái bộ ăn các bạn có lá với một món vô cùng ngon. Mời các bạn lúc đó. Trời vắng, đất vắng. Cùng với tôi nào
ký ức xa xa hơi mẹ. Anh đã dâu những sóng sông cùng em mãi chạy về hướng đâu. Còn đã về hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói xì xèo tháng năm. Người Việt Nam ra nắng mắt đen, thao thương bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, tiếng nói chim bao thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Đẹp lắm, mặt lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam ra đây bán đen, thao thương bóng khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, tiếng nói chim bằng thơm mát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng. Về sự nghiệp giáo dục nói chung và trường mầm non Bán 11 nói riêng, các vị đại biểu đã dành chút thời gian quý báu để có mặt tham dự buổi lễ tổng kết ngày hôm nay. Về phía địa phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Trưởng, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Hóc Môn. Xin trân trọng giới thiệu về phía ban đại diện cha mẹ học sinh, xin giới thiệu chị Nguyễn Tú Hoa, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023. Xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Trần Tú Mỹ, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Hoàng Minh 1. Xin trân trọng giới thiệu chị Võ Anh Trang, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Sơn Ca 3. Xin trân trọng giới thiệu anh Phan Anh Thoại, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Tàu Thương 2. Xin trân trọng giới thiệu chị Lê Thị Ngọc Duyên, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Hoàng Minh 4. Xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Ly Ly, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Văn Phan Anh Một. Xin trân trọng giới thiệu chị Ngô Thanh Thúy, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Văn Phan Một. Xin trân trọng giới thiệu chị Phạm Đào Phương Trúc, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Hoạ Mi Ba. Xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Hà Mỹ Kiều, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Văn Anh Hai. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Sa, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Anh Đào, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Xuân Thu Trang, phó hiệu trưởng nhà trường.
cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường. Và một thành công rất quan trọng là sự có mặt của tất cả các em đạt thành tích xuất sắc năm học. Các em đạt các giải thưởng của các hội viên, xin nhiệt liệt hoan hô. Đại ủy Ủy ban nhân dân thị trấn có đẩy hoa tặng nhà trường. Sau đây tôi xin kính mời đồng chí Võ Thành Trưởng, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hóc Môn lên tặng hoa cho nhà trường. Xin mời cô Nguyễn Thị Kim Sa, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Chị Nguyễn Tú Hoa, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lên ra hoa cho nhà trường. Mời cô Nguyễn Thị Kim Sa, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa. Võ Anh Trang, phó ban đại diện cha mẹ học sinh lên tặng hoa cho nhà trường. Xin mời cô Anh Đào và cô Thu Trang, phó hiệu trưởng nhà trường lên nhận quà. Sau một năm học có được những kết quả như ngày hôm nay, nhà trường cũng rất cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã quan tâm tạo mọi điều kiện, cảm ơn quý phụ huynh lực lượng hỗ trợ đắc lực cho nhà trường, tạo cho các con có nhiều sân chơi thú vị hữu ích trong một năm học qua. Để điểm lại những thành quả đã đạt được, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Sa, hiệu trưởng, bí thư chi bộ nhà trường, thông qua tóm tắt báo cáo tổng kết năm học 2023-2024. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý phụ huynh, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các cháu học sinh thân mến, đại diện cho nhà trường tôi xin thông qua tóm tắt cái báo cáo tổng kết nhà trường đã đạt được trong năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024 thực hiện chủ đề xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm, giáo dục mầm non chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học.
về kết quả đạt được của nhà trường về tuyên truyền phổ biến thì 50/50 cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia tốt các phong trào của địa phương, của liên đoàn lao động, của phòng giáo dục và đào tạo, như tham gia hiến máu nhân đạo với chính lược, tham gia các phong trào vì biển đảo quê hương, vì tiếng đầu tổ quốc, vì người nghèo nền ơn đất đáp nghĩa vân vân. Về trường đã tổ chức hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ nhân ngày pháp luật 9/11, tham gia trò chơi vận động với chủ đề mừng xuân Giáp Thìn năm 24 thì đạt giải nhì, tham gia hội thi trang trí mai đào với chủ đề mừng xuân Giáp Thìn đạt giải nhì, tham gia hội thi thời trang thiết kế từ chất thải tái chế với chủ đề mừng xuân Giáp Thìn đạt giải nhất, một giáo viên tham gia hội thi giáo viên tài năng duyên dáng đạt giải nhất. Về cái việc thực hiện quản lý giáo dục thì năm nay trường có 15 nhóm lớp, trong đó thì có 3 nhóm nhà trẻ và 12 lớp mẫu giáo. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng mầm non đặc dụng quốc gia thì nhà trường duy trì trường mầm non đặc dụng quốc gia và chất lượng giáo dục cấp độ 2, tiếp tục thực hiện các cái phổ cập giáo dục mầm non, bố trí đủ giáo viên dạy lớp 5-6 tuổi theo quy định, đảm bảo là giáo viên là đạt trình độ đại học. Về chất lượng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, 15/15 nhóm lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định tại văn bản hợp nhất số 01 ngày 13/4/21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thỏa thuận với phụ huynh về mức tiền ăn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ, xây dựng tốt mô hình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tốt, thực hiện tốt tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe. Về tổng hàng calo thì ở mẫu giáo đạt được đến cuối năm là 53,07%, nhà trẻ 64,76% đạt theo quy định. Số trẻ được khám sức khỏe là 459/459 trẻ, tỷ lệ 100%. Số trẻ được đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua sổ sức khỏe 100%. Trẻ được tổ chức uống vitamin A là 89/89, tỷ lệ 100%. Trẻ được tỷ dung lần tại trường là lần 1 447/447 trẻ và lần 2 là 459/459 trẻ. Thi cấp dưỡng giỏi cấp trường đạt 5/5, thi cấp dưỡng dưỡng giỏi cấp huyện đạt 2/2 và trong đó có một cấp dưỡng đạt giải 3 của huyện. Số trẻ thừa cân béo phì thì mình giảm được 16/34 trẻ, tỷ lệ 47.5%. Số trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân mình giảm được 19/21 trẻ, tỷ lệ 90.47%. Số trẻ dinh dưỡng thấp còi mình giảm được 2/2, tỷ lệ 100%. Ngoài ra mình thực hiện một số chuyên đề trong năm như là chuyên đề nâng cao tổ chức hoạt động giáo dục nhận thức trong trường mầm non có 10 nhóm trẻ dự, rồi các chuyên đề phát triển thể chất, giáo dục âm nhạc theo tiếp cận đa văn hóa, hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm thứ 3, tổ chức tốt 2 hội thi giáo viên và phụ huynh cùng phối hợp thực hiện, tổ chức hội thi nét vẽ xanh cấp trường và chọn 10 bé có giải thưởng cao tham gia hội thi bé vẽ cùng bi tết cấp huyện đạt 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích, và tham gia bé vẽ sáng tạo cùng bi tết thì đạt 1 giải nhì cấp thành phố, tham gia hội thi liên quan điệu mầm non lần thứ nhất năm 24 với chủ đề mầm non đất vườn trầu vui khỏe năng động, đề tỷ lệ bé chuyên cần bé 5-6 tuổi đạt 97.2%, 3-4 tuổi đạt 9, với lại 4-5 tuổi đạt 93.5%, nhà trẻ đạt 91.6%, bé ngoan đạt 90.2%, cháu ngoan 34.1%, bé khỏe ngoan 439/459, tỷ lệ 95.4%. Nhà trường thực hiện tốt cái theo kế hoạch năm học và nhà trường đã thực hiện tốt cái việc phát huy hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2023/2024. Mình đã thực hiện tốt các kế hoạch đề ra của ban đại diện cha mẹ học sinh. Về cái danh hiệu thì trường đề nghị là năm nay là tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc bằng khen thành phố,
Dân Tiến, mình là 49/50. Đó là một số các báo cáo tóm tắt mà thành tích đạt được của nhà trường. Mong rằng trong năm tới, sự đóng góp hỗ trợ của cha mẹ học sinh là nguồn động lực để giúp cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng. Giỏi của khối nhà trẻ. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, trường mầm non Bé Năm Một, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Quyết định số 06, quyết định mầm non Bé Năm Một, quyết định về việc công nhận học sinh đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2023-2024. Hiệu trưởng trường mầm non Bé Năm Một, căn cứ quyết định số 45, quyết định Ủy ban nhân dân ngày 27/3/1996 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về thành lập trường mẫu giáo Bé Ngoan 1, căn cứ quyết định 4459, quyết định Ủy ban nhân dân huyện ngày 6/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập trường mầm non Bé Ngoan 1, căn cứ thông tư số 52/2020, thông tư giáo dục đào tạo ngày 31/12/2020 về việc ban hành điều lệ trường mầm non, căn cứ kế hoạch năm học 2023-2024 trường mầm non Bé Ngoan 1, quyết định công nhận 86 học sinh đạt học sinh giỏi năm học 2023-2024 theo danh sách đính kèm. Các bộ phận chức năng cá nhân có ghi tên nơi điều 1 có nhiệm vụ tiến hành và chịu trách nhiệm quyết định này. Sau đây mình sẽ nhờ các cô giáo chủ nhiệm, mình sẽ cho các bé mình được xuống tên, mình sẽ cho bé lên sân khấu để nhận thưởng. Bé Châu Ngọc Minh An, lớp 19-24 tháng. Bé Nguyễn Khải Duy, lớp 19-24 tháng. Bé Đặng Minh Hưng, lớp 19-24 tháng. Bé Đặng Duy Hưng, lớp 19-24 tháng. Bé Hà Ngọc Gia Linh, lớp 19-24 tháng. Bé Nguyễn Lê Minh Nhật, lớp 19-24 tháng. Sau đây tôi xin kính mời cô Nguyễn Thị Kim Sa, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, và cô Nguyễn Tú Hoa, trưởng ban đại diện cho mẹ học sinh lên phát biểu cho các bé. Lớp vàng anh hai, bé Lê Hữu Phúc lớp vàng anh hai, bé Lê Ngọc Bích lớp vàng anh hai, bé Lê
lớp 3A2 và bé Trần Nguyễn Bảo Khánh lớp 3A2 xin kính mời. Sau đây xin kính mời cô Trần Sơn Thu Trang, phó hiệu trưởng nhà trường và trưởng ban cha mẹ học sinh Nguyễn Thị Ly Ly của lớp Vàng Anh 1 lên ra phần thưởng cho các bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhất thuộc về cô Nguyễn Lê Ngọc Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp sơn ca 4. Giải nhì thuộc về giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp sơn ca 2. Giải ba thuộc về cô nhân viên thủ quỹ Lê Thị Kim Ánh. Xin trân trọng kính mời các cô bước lên sân khấu.